Ô, cho con hỏi xíu cô, ở đây có ngập lụt gì không cô? Đó, đây là minh chứng nha. Không chứ cô? 4 năm mấy rồi, gọi là hơn 4 năm đúng không? Tài chính 570 triệu là quý vị sở hữu được một căn nhà góc. Hôm nay Tân Nguyễn sẽ giới thiệu cho quý vị xem một căn nhà thật là sự rất là tuyệt vời. Đường xe hơi đi vào nhá, đường xe hơi 5 chỗ đi vào tận nơi luôn. Đó, và hơn nữa thì quý vị nào đang có thu nhập thấp thì đây là một căn nhà mà lên xem hết video và giá đầy đủ chỉ có 570 triệu quý vị nhé. Quý vị hãy cùng Tân đi khám phá chi tiết căn nhà này. Nhà có 2 căn phòng ngủ, căn nhà là hướng đông, một cái căn nhà mà hướng mặt trời mọc rất là tuyệt vời đúng không ạ? Đó là về phong thủy nhá. Và hiện tại thì Tân Nguyễn đang có mặt ở trên con đường nhựa, cách nhà chỉ chừng 30 m là vào tới nhà mình nhá. Đây là khuôn viên khu dân cư và con đường này là đường đi thẳng ra là trạm y tế Hưng Long và trường tiểu học Hưng Long của Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Cách đây chỉ đúng 1 km là quý vị đã tới nơi rồi. Và ra chợ Hưng Long nhà mình là khoảng 2 km, và ra chợ Bình Điền thì mất khoảng chừng 4 km nha quý vị nhá. Đây là cái hẻm mà đi vào trong căn nhà mà mình muốn giới thiệu cho quý vị xem. Đó, ở đây dân cư hiện hữu rất là đông. Quý vị đang nhìn thấy ở đây quan sát là dân cư hiện hữu thì pháp lý là rất là rõ ràng, nên quý vị yên tâm. Và quý vị sẽ đi vào cùng mình. Đây là con đường đổ đan bê tông đi vào trong nhà nhá. Từ đây vào trong nhà chỉ mất 30 mét thôi quý vị ạ. Đó, đường đan xe là xe hơi 5 chỗ đi vào thoải mái luôn. Quý vị rất là thuận tiện, dễ di chuyển cũng như là có chuyển nhà, chuyển đồ thì rất là tuyệt vời luôn nhá. Đó, cũng không có vướng víu gì. Đó. Ở đây bà con ở đây rất là đông này. Đó, có số nhà rồi hết rồi nhá. Đường ở đây là được thoát nước. Về hạ tầng là không có ngập lụt gì nên quý vị cứ yên tâm. Mình sẽ hỏi một số cô hàng xóm này một chút xíu. Cô, cho con hỏi xíu cô, ở đây có ngập lụt gì không cô? Không, không ngập. Đó, đây là minh chứng nha. Ở đây không có ngập lụt. Và cô về đây lâu chưa cô? 4 năm mấy rồi. 4 năm mấy rồi, gọi là hơn 4 năm đúng không? Đó, rồi điện ở đây thì thế nào cô? Điện riêng hết phải không? Các cô là ở quận mấy rồi đấy? Thấy mát quá ha. Tiết đấy mát. 10.000 một qua. Ở đây mình có mấy cái chợ gần đây cô? Chợ Long Phượng, còn mấy là mình đi đường này mình ra chợ Hưng Long. Đi chợ lắm. Đấy, một cái vị trí mà Tân Nguyễn giới thiệu rất là chính xác nha, về giá cũng như vị trí khác với các kênh khác nha, khác với các kênh khác. Mình chỉ đúng vị trí luôn. Đất này thuộc của đất Long An nhưng mà nó lại giáp danh là bên Bình Chánh. Rồi đây là một cái dãy nhà này. Đã. Đây là một dãy nhà quý vị đang thấy này. Họ ở đây rất là đông đúc rồi. Và ở đây một số có cô chú hình như là người Hoa này. Cũng về đây đầy đủ, nhà rất là cao luôn. Rồi bây giờ thì đây là một căn nhà mà mình muốn giới thiệu cho quý vị. Đó, quý vị đứng xa xa đây là một căn nhà màu xanh kia, với một trệt một lầu, có 2 căn phòng ngủ và 2 nhà tắm vệ sinh. Bên trong là tặng lại nội thất cho quý vị nhé. Ở bên trong này là tặng hết lại nội thất cho quý vị. Bên ngoài quý vị đang quan sát này, đấy là có 2 lớp cửa nhé. Căn nhà rất là thoáng, 2 góc. Bên này là đất vườn, họ không có xây dựng gì nữa. Và ở dãy trong nhà mình đây thì cũng có một dãy nữa là cũng đông dân cư về đây ở hết này. Đó, trời ơi có cả con vịt luôn. Ok, đó, em bé. Và ở đây thì rất là thuận tiện cho các cái tiện ích như là trường học, ủy ban và chợ hành chính ở đây nhé. Và bây giờ thì mình sẽ quay video cho quý vị xem chi tiết bên trong căn nhà này. Bên ngoài là điện, đồng hồ riêng. Bên nhà mình đây là cô bán lại cho căn nhà này thôi, nhưng mà còn rất là mới, có 2 lớp cửa, một lớp cửa xếp và một lớp cửa 4 cánh. Đây là khuôn viên phòng khách, trần giật cấp thạch cao với 2 cái gam màu cũng rất là đẹp luôn. Thấy không? Rất tuyệt vời đúng không ạ? Một căn nhà chỉ có 570 triệu nhé, giá không phát sinh và bao toàn bộ pháp lý cho quý vị. Đấy, bên dưới nền này được ốp lát. Và do cái tình hình nhu cầu của cô là về với con nên cô bán lại căn nhà này nhé. Ở đây chỉ còn có căn nhà này bán lại thôi. Đó, điện này, đi các ổ điện rất là tuyệt vời này. Ở trong này mình có áp tổng này. Đó, và đèn chiếu sáng này. Đó, cái trần thì mình có cái đèn chùm rất đẹp. Rồi đi sâu vào đây thì là mình có một cái vách ngăn lên cầu thang. Cầu thang thì một chút nữa mình sẽ chi tiết hơn. Đó, như mình đã nói thì đây là một căn góc nên có cửa sổ một xíu mình quay ra nhé. Đấy, đây là khuôn viên phòng bếp này, có một nhà tắm vệ sinh ở đây. Đây khu vực bếp và có bồn rửa bên ngoài này nhé. Bán theo cái hiện trạng thì tặng lại một số cái đồ dùng gia đình nhà mình ở bên trong. Đấy, và đây là cái vườn này, đất vườn nhà bên, và họ không có xây gì ở đây nữa rồi. Đấy quý vị nhìn nhau rất là thoáng luôn, căn nhà mở ra gió rất là mát. Quý vị hãy nhanh tay liên hệ với Tân Nguyễn được đi xem nhà nhé. Từ vị trí này mà đi ra chợ Bình Điền nó mất khoảng chừng 4,5 km. Và lên trung tâm Sài Gòn thì cũng rất là thuận tiện. Mình có thể đi theo cái hướng Đoàn Minh Tuấn, quốc lộ 1A. Mình đi lên các cái quận gần nhất là Bình Tân. Nếu mà quý vị nào ở Bình Tân là gần nhất này. Cái hướng thứ hai là mình đi ra là Hưng lộ 11. Mình chạy thẳng là ra ngã ba Tân Kim. Mình sẽ đi ra quốc lộ 50 và cầu Ông Thìn. Mình về quận 8 và lên quận 7 nhé. Rồi trung tâm Sài Gòn. Đây là cái cầu thang đi lên lầu 1. Thì mình có tay vịn bằng gỗ này. Hơn nữa là có toàn bộ mặt đá xịn luôn đấy, đá hoa cương luôn nhé. Đấy. Rồi trên này mình có 2 căn phòng ngủ và 1 nhà tắm vệ sinh. Bây giờ em sẽ đi ra phía sau trước. Phía sau này nhà mình có 1 căn phòng ngủ và có cửa sổ đằng sau rất là thoáng này. Đó, nhà gọi là nhà ba mặt thôi luôn. Có cửa sổ đằng sau. Và đây là khu vực phòng khách, phòng ngủ. Trên này mình có 2 căn phòng ngủ, giá đầy đủ chỉ có chính xác là 570 triệu nhé, chỉ có bớt lọc cho quý vị một chút thôi. Đó, mình báo giá chính xác chủ nhà luôn. Vì cô cũng đang cần bán nên là cô ra một cái giá rất là rẻ, còn mức bình thường ở đây thì không có đâu. Đó, quý vị nào mà muốn đi tìm nhà giá rẻ thì cứ liên hệ với Tân Nguyễn. Còn muốn có sổ hồng riêng pháp lý rõ ràng thì nói chung là tầm phải cao hơn một chút. Quý vị phải hiểu rằng là khi mình đi tìm nhà là muốn có sổ hồng riêng thì cái diện tích nó phải lớn người ta mới làm sổ được. Đây là công viên phòng tắm bên trên, nó cũng đầy đủ công năng. Đó, chỉ chờ quý vị về dọn về ở thôi. Wow, đây là phòng của cô con gái yêu màu hồng. Đấy, thích thủy chung. Đấy, tặng lại cho quý vị cái điều hòa nhá. Điều hòa này, điều hòa gì ta, Daikin của Thái Lan, rất là tuyệt vời. Đấy, quý vị có màn hình phẳng, tivi siêu phẳng thì ở đây. Và trên trần này, trần giật không giật cấp mà trần la phong. Wow, căn nhà góc mở cửa ra rất là mát. Mình đang quay lúc này là buổi trưa nhưng mà mình cảm thấy gió ở đây rất là mát luôn. Cái này có phải một cái quạt tặng lại nhé. Ban công thì nhìn ra đằng trước đây. Đấy, quý vị có thể phơi đồ này, rồi gió này, trời ơi. Wow, cơn gió mát quá. Đấy, quý vị thấy không ạ? Dân ở đây hiện hữu này, đây mình quay xuống đây là cái đường đi vào nhà nhé. Đó, từ trên cao quý vị đang view này. Rồi bên cạnh đây như mình này, quý vị thấy không? Toàn bộ dân cư hiện hữu hết. Đó, vườn. Rồi, quý vị nào quan tâm đến căn nhà giá rẻ này, 570 triệu này á, giá đầy đủ ấy, không phát sinh một cái gì á, bao hết cho quý vị. Mình cứ liên hệ với Tân Nguyễn để được đi xem nhà. Và mình xin tổng quan lại căn nhà này nhé. Căn nhà hướng là hướng đông, diện tích là 4x8, 1 trệt 1 lầu, có 2 căn phòng ngủ và 2 nhà tắm vệ sinh. Vị trí này thì cách chợ Hưng Long là 2,5 km. Và đi ra Ủy ban trường học của Hưng Long Bình Chánh là khoảng 1 km nhé quý vị nhé. Rất thuận tiện cho quý vị đưa con cái đi học. Giá đầy đủ, mình nhắc đi nhắc lại chỉ có 570 triệu bớt lộc cho quý vị nhé. Liên hệ ngay để được đi xem nhà và cũng được sở hữu một căn nhà rẻ này. Quý vị bỏ vào đây khoảng tầm 5 cái công nữa là quý vị có thể sơn lại căn nhà này đẹp long lanh luôn. Vì nhà đã ở rồi thì đương nhiên nó vấy bẩn hơn một chút. Mình sơn lại mất một thùng sơn khoảng 800. Đấy, với lại khoảng 3 đến 5 công là sơn hết cái nhà này. Rồi, Tân Nguyễn xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào những video lần sau ạ.